Điểm tin tối ngày 21 tháng 3 năm 2024. Hai bà cháu bị thanh niên cùng thôn chém thương vong. Chiều 20 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng khiến hai bà cháu thương vong. Theo đó, vào khoảng 13h30 phút chiều ngày 19 tháng 3, trong lúc bà LTH, sinh năm 1968, ngụ thôn Quang Tiền, xã An Dũng, đang ngồi chơi với cháu nội là BTH, 3 tuổi, ở trong nhà thì bất ngờ bị đối tượng Võ Văn Quý, sinh năm 1992, ngụ cùng thôn, chạy vào, dùng dao chém nhiều nhát vào người hai bà cháu. Hậu quả, cháu TH do bị thương nặng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng bà H vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Ba Lan, tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Sự việc sau đó đã được người dân trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, bắt giữ đối tượng gây án. Được biết đối tượng Quý có biểu hiện của bệnh thần kinh. Kinh hoàng, xe tải tông vào giải phân cách, cột biển báo gãy xuống xiên thẳng vào xe ô tô. Mới đây, trên mạng xã hội đã không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe ben đã lao thẳng giải phân cách. Cú va chạm không chỉ khiến một phần giải phân cách bị phá nát mà còn khiến cột đèn chiếu sáng tại khu vực này đổ xuống và đâm xuyên qua ô tô 5 chỗ đang di chuyển trên làn đường đối diện. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 17 phút ngày 19 tháng 3 trên đoạn đường DT741 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Người dân ở hiện trường cho biết nam tài xế ô tô bị chảy máu đầu được xe cứu thương đi ngang qua đưa vào viện cấp cứu. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã có mặt xử lý hiện trường, di dời các phương tiện. Nữ cán bộ sở điều khiển ô tô hết hạn đăng kiểm tông nát đầu xe khác. Hai nữ cán bộ tại tỉnh Quảng Bình đã điều khiển ô tô tông vào nhau trên đường khiến hai xe hư hỏng nặng, một trong hai phương tiện đã hết hạn đăng kiểm. Vụ tai nạn giữa hai ô tô con xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 ngày 21 tháng 3 tại ngã tư Lê Duẩn, Văn Cao, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm này, ô tô biển kiểm soát 73A09648 do bà DTH điều khiển xảy ra va chạm với ô tô con 73A20230 do bà HTTD điều khiển. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hai xe hư hỏng nặng. Điều đáng nói, phương tiện 73A09648 do bà H điều khiển đã hết hạn đăng kiểm. Được biết, bà H đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình và bà D công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Hai vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải làm hai người chết, sáu người bị thương. Ngày 21 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn thị xã vừa xảy ra hai vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến hai người chết, sáu người bị thương. Khoảng 0 giờ 10 ngày 21 tháng 3, trên quốc lộ 1D, đoạn xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, xe khách mang biển số thành phố Hồ Chí Minh do ông Vũ Thanh Việt, 40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai điều khiển, lưu thông hướng Nam Bắc. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Sang, 32 tuổi, trú Bình Định điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả, ông Sang chết trên đường đi cấp cứu, ông Việt bị gãy chân, một người quốc tịch Việt Nam và 5 người nước ngoài bị thương. Trước đó, vào lúc 17h50 ngày 20 tháng 3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Sông Cầu, xe khách mang biển số thành phố Đà Nẵng do ông Phạm Văn Lộc, 47 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng điều khiển, đi theo hướng Bắc Nam. Đến địa điểm trên, bất ngờ lao qua giải phân cách, va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Quảng Ngãi do ông Huỳnh Văn Quang, trú thành phố Quảng Ngãi điều khiển. Hậu quả, ông Quang tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự thật về clip người bán hàng rong ở bờ hồ Gươm bị tố ăn vạ để đòi tiền. Sáng 21 tháng 3, Công an phường Tràng Tiền đã xác minh làm rõ clip người bán hàng rong ở bờ hồ Hoàng Kiếm bị tố ăn vạ để đòi tiền. Theo phản ánh trên mạng xã hội, một thanh niên nói giọng miền Nam đã tố cáo hành vi ăn vạ đòi tiền dù họ không hề có giao dịch nào của một người bán hàng rong ở phố Tràng Tiền. Khi thấy nam thanh niên giơ máy quay lên, người phụ nữ bỏ đi và bảo cô nhầm. Công an quận Hoàng Kiếm đã chỉ đạo công an phường Tràng Tiền xác minh làm rõ người phụ nữ bán hàng rong là bà NTI, 55 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại trụ sở công an, bà Y cho biết tối 19 tháng 3, bà đẩy xe bán hoa quả đến khu vực ngã tư Tràng Tiền hàng bài thì một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người đến mua hàng với tổng số tiền là 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi đang thanh toán, lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị đi đến nên bà Y sợ quá bỏ chạy. Đến khi quay lại, bà Y nhầm nhóm khách trên với nhóm của nam thanh niên trong vụ việc. Nhà chức trách cho biết, công an phường sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Y về lỗi bán hàng rong với số tiền từ 100 đến 200.000 đồng, đồng thời yêu cầu người phụ nữ này ký cam kết không tái phạm.